Lỡ làm hỏng món đồ đắt tiền của sếp, thanh niên dùng 7749 cách, từ dán keo 502 đến ủ mưu tính kế nhưng vẫn không qua mắt được sếp và cách kết. Phải khẳng định là làm văn phòng luôn có những câu chuyện và tình huống bất ổn khiến nhiều người trở tay không kịp. Đơn cử như đoạn clip dưới đây, vì lỡ tay làm hỏng món đồ quý của sếp, thanh niên bối rối không biết phải làm sao, lo lắng cho mấy tháng nữa phải làm không công. Thanh niên liền nghĩ ra sáng kế dùng keo 502 để dán lại cái đĩa quý cho sếp. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ tốt đẹp khi cái đĩa được dán lại hoàn hảo. Thế nhưng điều mà mọi người không ngờ tới là cái đĩa lại dính chặt với cái bàn, kéo mãi mới có thể nhấc ra được. Sau khi sếp về lại phòng và nói chiếc đĩa trị giá 740 củ khoai, thanh niên sợ chuyện mình làm sẽ bại lộ nên ủ mưu xây dựng tình huống đổ tội cho sếp tự làm vỡ đồ. Thế nhưng tất cả đều không qua được con mắt tinh tường của sếp. Ngay sau đó, anh bị sếp đuổi xuống phòng tài vụ để xin trả góp trong 5 năm, đồng thời tính đến chuyện chia tay bạn gái. Sau cùng, vì rót tiền nên thanh niên đã ra ngoài vỉa hè bán từng mảnh với giá 5.000 tệ. Nhưng cuối cùng, sếp anh vẫn không tránh khỏi cửa ải cuối cùng. <笑><笑>不是你这班都不上了，我寻思不出来卖点能卖点就少一点呗。真服你，一片五千，五片一万，我打过来。老婆，真的？杀！<笑><笑>